lọt vào vòng chung kết của thi IU Singer năm 2011. Trải qua 4 vòng thi có thể gọi là đầy cam go, thì mình cũng đã có được rất là nhiều bài học quý giá, những cảm xúc mà trước đây mình chưa có được. Và tuần này cũng vậy, đây là một tuần rất là thử thách và quyết liệt giữa các thí sinh. Mọi người đã cùng nhau cố gắng hết sức và mình cũng đang như vậy. Vì vậy mọi người hãy cùng cổ vũ cho mình và hãy vote cho mình nhé. Cảm ơn mọi người. Show.